Chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp trên đài VOA Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Trà My xin chào quý vị và xin chào giáo sư. Chào cô, chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình trực tiếp. Trong lúc chúng tôi trình bày chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan tới du học Mỹ. Ngày hôm nay mình nói về những quy định bắt buộc đối với du học sinh. Thì đó là những cái quy định về di trú, về học hành, về đạo đức và về các công việc làm thêm. Thì mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những cái quy định này để khi mà mình chuẩn bị đi sang Mỹ học hoặc là mình có mặt tại Mỹ thì mình đã trong một cái tâm thế rất là vững vàng. Mình không có phải lo về những việc là có nên hay không nên, làm thế nào đây, xoay sở như thế nào. Thì mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những cái quy định đó để mình tuân thủ đúng và mình học tập có kết quả thật là tốt trong thời gian du học tại Mỹ nha. Thưa giáo sư, nói về quy định đối với du học sinh thì trước nhất mình xin bắt đầu bằng quy định về di trú. Dạ, trước đây trong thời bình thường, tức là không phải là bình thường mới COVID như hiện nay đó, thì thường thường một du học sinh khi vào Mỹ học tập thì bắt buộc phải theo một cái lịch trình học tập toàn phần bán phần như thế nào, học tại lớp hoặc là học online ra làm sao, trong quy định thông thường xin giáo sư trình bày và so sánh với thời buổi hiện nay, thời COVID thì những quy định này có thay đổi uyển chuyển ra làm sao? Xin mời giáo sư cho các bạn cùng tìm hiểu. Kính thưa quý vị, cái đề tài hôm nay rất là thú vị, tại vì đây là một cái đề tài cho những sinh viên đã được một cái tin rất là mừng là mình đã được cái visa F1 để đi du học ở Mỹ. Chúng ta không nói rằng là cái thời kỳ mà trước khi được nhận F1 visa, cái này là sau khi các bạn đã được cái F1 visa và sửa soạn để đi du học ở Mỹ hay là hiện tại ở Mỹ, thì hôm nay cái đề tài là nói về những cái điều gì mà các bạn sinh viên du học ở Mỹ phải chú ý đến để mà khỏi vi phạm những cái luật lệ ở Mỹ. Cái thứ nhất là khi được cái F1 visa thì các bạn cũng nên chú ý đến và làm sao trong cái thời gian ở Hoa Kỳ đi du học ở đây không có vi phạm những cái lỗi lầm để mà cái visa có mất giá trị. Visa F1 là người ta chính phủ Mỹ cho các bạn được cơ hội qua du học ở Mỹ tựa theo cái I-20, là cái chương trình du học, và cái form của I-20 là được issue là từ cấp từ cái trường đại học mà các bạn nhận được. Thì thường thường cái F1 visa, cái thời hạn đó nó cho đúng theo cái thời gian mà các bạn học, ví dụ chương trình 4 năm thì thường thường nó cho 4 năm và thường thường cho thêm chương trình OPT 1 năm nữa là 5 năm chẳng hạn. Và ngoài ra thì khi mà đã đến nước Mỹ thì những cái câu hỏi đặt ra rằng là các bạn phải chú trọng đến những cái gì để mà khỏi bị vi phạm, thì chúng ta sẽ đi sâu vào rất nhiều chi tiết. Cái thứ nhất là cô Trà My có nói qua những cái điều kiện về vấn đề huấn luyện ở trường, vấn đề để mà đi học mà không có phải bị lỗi lầm trong cái F1 visa. Cái thứ nhất là những chương trình huấn luyện ở Mỹ là theo chương trình tín chỉ, có nghĩa là nó gọi là semester credit hour, có nghĩa là những cái tín chỉ mà các bạn phải trải qua tùy theo cái chương trình học. Chương trình cử nhân thường thường là 4 năm, tổng cộng là 8 cái học kỳ semester và tổng cộng là 120 credit hour, có nghĩa là các bạn phải hoàn thành 120 hay là nhiều hơn, 120 thường thường là số tối thiểu. Vào trong thời gian đi học thì có những cái lớp học gọi là lớp học cốt lõi là core curriculum các bạn phải học. Ngoài ra ở những chương trình huấn luyện ở Mỹ thì họ cho các bạn có sự lựa chọn những cái lớp học khác. Thì nói tổng quát qua là trong cái thời gian đi học thì các bạn phải chú ý rằng là mình phải một trong điều kiện mà để cái F1 visa mà được có hiệu lực là các bạn phải học full time, có nghĩa là toàn phần. Và theo cái định nghĩa toàn phần ở các đại học ở Mỹ thì các bạn học tối thiểu là 12 tín chỉ cho học kỳ, có nghĩa là tối thiểu là khoảng 4 lớp. Thường thường ở Mỹ là một lớp học, một cái course là khoảng 3 tín chỉ. Thì 12 credit hour có nghĩa là tối thiểu là 4 lớp học các bạn phải lấy. Mà trong nếu một mà học lấy kỳ phải không giáo sư? Các học kỳ mỗi cái semester là tối thiểu là 4 lớp, và 4 lớp là mỗi lớp là 3 credit hour. Thường thường có nhiều lớp có thể 4,
thì có thể là lấy ít hơn, miễn sao cái tổng cộng cái số tín chỉ là được 12 là tốt rồi. Mà nếu Còn mà một học kỳ, xin hỏi giáo sư, một học kỳ là 3 tháng hay 4 tháng? mỗi học kỳ tùy theo semester, thường thường là 3 tháng rưỡi, từ thường thường đầu tháng 9 cho đến cuối tháng 12, có khoảng 3 tháng, lớp 9, 10, 11, 12, nhưng mà thường thường đến đầu tháng 12 là bắt đầu chương trình đã chấm dứt, và lúc đó các sinh viên chuẩn bị để thi final, thì kết quả Cuối học trong kỳ. một cuối học kỳ đó. Thì thường thường chương trình chấm dứt vào ngày 15 tháng 12 của năm đó, bắt đầu từ tháng 9, mùng 1 tháng 9. Đó là cái thường thường Học cái kỳ thu. học kỳ mà tổng quát. Nhiều trường họ có thể là tụ trường sớm hơn, và có thể là chấm dứt Dạ. chương trình nó có thể sớm hơn, nhưng mà thường thường là từ ngày mùng 1 tháng 9 cho đến 15 tháng 12. Nhưng mà từ mùng 1 tháng 12 cho đến 15 tháng 12 thì không còn học hành nữa. Trong thời gian đó có những cái kỳ mà để các sinh viên có cơ hội để học, nó gọi là reading period, để mà các sinh viên họ có thời giờ họ đọc bài để chuẩn bị cho cái final. Thì thường thường đến ngày 15 là các giáo sư đều phải là nạp điểm, và sau đó là coi như là nghỉ lễ Giáng sinh và New Year. Thì đến sang năm là đến đến tháng Giêng qua sang năm sau thì bắt đầu, cho đến ngày 15 tháng 5 sang năm sau thì hết cái chương Dạ, trình. như vậy là học kỳ thu là đầu tháng 9 cho tới giữa tháng 12, Và sau đó là tới học kỳ xuân. Học kỳ xuân thì từ ngày nào tới ngày nào và 15, bao lâu? khoảng từ 15 cho đến 20 tháng tháng Giêng, có thể nhiều trường họ tụ trường sớm, nhiều trường tụ trường trễ, và đến khoảng đầu tháng 5 là hết, và từ đầu tháng 5 cho đến 15 tháng 5 là bắt đầu để các sinh viên có cái reading period để mà đọc bài vở chuẩn bị cho final. Thường thường ngày 15 tháng 10 tháng 5 của cái năm đó là cái chính thức, lúc đó là thường thường có lễ ra trường. Thì trong khoảng từ ngày 15 là lễ ra trường cho các sinh viên trong năm năm học đó. Dạ, như vậy mùa xuân coi bộ dài hơn mùa thu. Mùa xuân Đó. tới 4 tháng, trong khi mùa thu chỉ 3 tháng mà Vâng, thôi. có thể rằng là mình nghĩ rằng là dài như vậy, thực ra những cái số giờ học đó, có thể cũng giống nhau thôi. Cái nguyên nhân mà cái mùa xuân có thể là nó dài hơn, tại vì người ta có cái spring break, thì trong cái thời gian một tuần đó các sinh viên có thể đi nghỉ. Thì tại vì cái spring break đó mất một tuần thì nó có dài hơn hơn một tuần đó, với những ngày Nghỉ lễ xuân. thường thường vào mùa xuân thì nhiều hơn. Nói tóm lại thì mặc dù cái thời gian ngắn hay dài, nhưng mà để được công nhận accreditation của những cái cơ quan bên này thì các đại học phải có một cái số giờ tối thiểu trong trong năm, có nghĩa là trong semester, là vào mùa thu và mùa xuân phải cái thì giờ mà các sinh viên họ tới lớp để học nó đúng như như vậy, chứ không phải là tại vì nó dài hơn thì mình dạy nhiều hơn, mà nó ngắn hơn thì dạy ít hơn, phải Dạ. đạt được cái mục đích tối thiểu. Vì Đó là nói theo qua. cái tính theo lịch đó, thì giáo sư thấy rõ ràng là mùa thu mình có 3 tháng thôi, từ 9 đến 12, mùa xuân thì 4 tháng từ tháng Giêng tới tháng 5. Thì như vậy so với cái số tín chỉ mà giáo sư nói, mỗi một kỳ học nó phải là 12 tín chỉ tương đương với 4 lớp á, thì với mùa xuân thì như thế nào? Cũng 12 tín chỉ tương đương 4 lớp 12 hay tín là chỉ vì luôn, dài tại vì hơn? theo tôi đã nói là mặc dù mình thấy rõ ràng là cái mùa xuân nó có thể dài hơn, nhưng mà thật ra tại vì nhiều ngày nghỉ lễ và có cái spring break là cái thời kỳ mất một tuần rồi, thì mặc dù thấy nó có thể dài ra, nhưng thật ra những cái thì giờ mà chúng tôi dạy dỗ cho các sinh viên cũng giống nhau thôi, cũng bằng bằng nhau thôi. Tại vì mình thấy mùa thu cũng có winter break, tức là nghỉ đông cũng 1-2 tuần, rồi kỳ mùa học mùa xuân cũng có nghỉ xuân cũng 1 tuần. Thì cái chuyện mà nghỉ đó, mùa xuân không có nghỉ dài hơn mùa thu, nhưng mà À, rõ tôi nhớ ràng rằng là trong mùa đông á, khi mà nghỉ về mùa đông là khi đã chấm dứt rồi, là sau ngày 15 tháng 12 là kỳ lễ mùa đông, là coi à sau học kỳ rồi. sau kỳ rồi đó, không có Dạ tính vào trong cái học kỳ được. vâng, dạ như vậy thì Và các cái bạn rõ spring ràng break nó nằm ở ngay ở trong mùa xuân. Dạ mùa vâng. xuân. Dạ. Và thưa giáo sư, như vậy thì một năm học chính quy ở Mỹ chỉ có 2 mùa, mùa thu và mùa xuân thôi. Còn mùa hè là tự chọn học hay không thì tùy mình Vâng, hay sao? thường thường thì mùa hè là cho các sinh viên họ muốn học cấp tốc để họ ra trường sớm, hay là các sinh viên mà họ không có qua được, họ thất bại những cái lớp học thì họ bắt đầu đi học lại, có nghĩa là repeat trong cái summer. Có nhiều sinh viên họ muốn học
một cái chương trình cử nhân chỉ có 3 năm, thì thường thường kỳ hè họ đi học thêm để có đủ tín chỉ trong 3 năm để mà ra trường được một cái chương trình 4 năm. Nhanh hơn đó. Nhanh Dạ, bạn nào muốn tranh thủ mùa hè thì có thể học thêm mùa hè để cái thời gian mình học nó ngắn lại. Hoặc là các bạn nào mà không đủ điểm thì mùa hè là cái thời gian để các bạn có thể học lại, bù đắp lại những gì mình còn thiếu sót để lấy cho Nhưng đủ mà điểm lên tiếp. chương trình mùa hè nó rất là intensive, có nghĩa là rất là Sâu rộng. thường thường á, thì trong khóa học về mùa mùa thu và mùa mùa xuân thì thường thường một cái lớp học 3 tiếng đồng hồ là 3 credit hour, thì có thể là mình gặp trong tuần 2 lần, một lần như vậy là khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho là 3 credit hour. Nhưng mà trong mùa hè học học rất là cấp tốc, có thể trong một tuần học đến 6 tiếng đồng hồ, thì thay vì học trong thời gian 3 tháng thì học 1 tháng rưỡi hay 1 tháng hơn, thì đúng theo cái điều kiện của một cái lớp học. Vậy thế học trong mùa hè có nhiều cái session, thì cái sự học nó gấp tốc hơn là trong 2 cái mùa kia. Như vậy mùa hè ở Mỹ này đối với cấp đại học trở lên đó giáo sư thì được nghỉ hè mấy tháng, từ tháng Thường 6. là từ ngày 15 tháng 5 cho đến cuối tháng 8 thì là 3 tháng Cũng rưỡi. 3 tháng. À, tháng rưỡi. Và trong 3 tháng rưỡi đó nếu mà các bạn nào học hè đó thì học có luôn những cái khóa học cho kéo dài tới 3 tháng rưỡi hay là họ chỉ mới dạy 1 tháng 2 tháng Có nhiều thôi? session, summer session, có nghĩa là từng cái khóa một, thường thường có 2 đến 3 session. Họ bắt đầu từ vào 15 tháng 5 cho đến cuối tháng 6, là 1 tháng rưỡi, là từ tháng 6 cho đến cuối tháng 8 thì có một cái session thứ nhì. Có nhiều cái mini session thì nó ngắn hơn, chỉ có 1 tháng mà thôi. Thì trong mùa hè là thường thường họ biết rằng là các sinh viên họ không có đủ thời giờ để học từ 15 tháng 5 cho đến cuối tháng 8, bởi thế họ chia ra những cái session cho sinh viên có cơ hội đi nghỉ hè nhưng mà cũng có cái cơ hội để học. Bởi thế những cái session nó rất là ngắn, thường thường 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi mà thôi. Và trong kỳ hè nếu các bạn nào theo học hè đó giáo sư thì cũng xin hỏi luôn đó là cái số tín chỉ tối đa, số lớp tối đa của mỗi mùa hè như vậy là bao nhiêu? Cái thứ nhất là để mà có cái F1 visa thì họ không có đòi hỏi phải có cái số tối thiểu tín chỉ trong mùa hè. Cái vấn đề đi đi học thêm mùa hè là sự tự nguyện của các sinh viên mà thôi. Vậy thế nếu mà muốn học bao nhiêu cũng được, mà không học cũng được. Nhiều sinh viên trong thời gian hè thì có dịp đi làm, thì chúng ta sẽ nói những cái quy chế mà quy định mà liên liên quan đến cái vấn đề đi làm cho các sinh viên có F1. Thường thường người ta dùng cái cơ hội 3 tháng rưỡi hè là đi làm để mà lấy tiền thêm trong cái thời gian đó, để mà lấy tiền đi học và ăn ở trong cái mùa học tới. Dạ vâng. Bây giờ mình hiểu về cái thời lượng học rồi số tín chỉ như thế nào và các cái kỳ học được phân chia ra làm sao rồi. Thì bây giờ trong cái học tập á, cũng như trong làm việc ở Mỹ họ có một cái khái niệm là toàn phần hay là bán phần. Đối với người ở Mỹ, cư dân Mỹ hoặc là quốc tịch Mỹ thì họ có thể học bán phần được, tức là học nửa buổi thay vì một học kỳ như vậy giáo sư nói là phải 12 tín chỉ thì họ có thể học phần nửa thôi. Nhưng mà đối với du học sinh quốc tế thì quy định toàn phần bán phần số tín chỉ tối thiểu bắt buộc mỗi học kỳ như thế nào, xin giáo sư cho hiểu rõ thêm. Thì chúng ta đã nói trước đây, cái định nghĩa của toàn phần là full time study ở đây là tối thiểu là 12 tín chỉ cho cái học kỳ đó, có nghĩa là thường thường là 4 lớp học, mỗi lớp học là 3 tín chỉ, là 12 tín chỉ cho tổng cộng trong cái thời kỳ đó. Nếu mà ít hơn cái 12 tín chỉ là người ta label, có nghĩa là định nghĩa rằng là đó là chương trình bán phần, có nghĩa là part time. Theo chúng tôi biết thì nếu mà muốn giữ cho cái F1 visa nó có hiệu lực trong cái thời gian đó, thì các sinh viên quốc tế đều phải học tối thiểu là 12 credit hour để được toàn phần. Nếu mà có cái lý do gì mà không có làm được như vậy thì mình phải xin phép để cho được. Có nhiều sinh viên họ có thể là họ bị đau hay là sao đó, họ bị bệnh mà không có đi học được, thì có thể xin phép liên lạc với các những người lo về vấn đề immigration của cái trường đó để biết cái cách thức. Nhưng mà ngoài nếu mà không có chuyện gì xảy ra hết thì các sinh viên phải tối thiểu phải lấy tối thiểu là 12 cái credit hour thì mới được. Đó là những cái sinh viên quốc tế. Sinh viên quốc nội thì cô nói rằng là
có thể học bán phần hay toàn phần. Theo tôi biết thì các sinh viên quốc nội đều có học bổng và có những cái sự giúp đỡ về tài chính của từ chính phủ liên bang, có những cái grant như vậy. Thì cái điều kiện cho những đó cũng giống như vậy, có nghĩa là các sinh viên đó muốn được lãnh những cái quyền lợi chính phủ giúp đỡ để trong nó gọi là financial assistance cho tuition với lại living expense, là những hỗ cái trợ tài chính và hỗ chi trợ phí. tài chính trong thời gian mình đi học. Thì chính phủ liên bang họ cũng đòi hỏi các sinh viên học tối thiểu là 12 credit hour. Bởi thế là cái điều kiện cho các sinh viên gọi là nội bộ ở đây, có nghĩa là sinh viên ở trong nước Mỹ và sinh viên quốc tế cũng giống giống nhau mà thôi. Đó. Dạ, nếu như các bạn ở Mỹ này mà muốn có được sự hỗ trợ tài chính thì phải duy trì là học toàn phần. Còn nếu học bán phần là tự lo đấy. Dạ, thế còn quốc tế, những du học sinh nước ngoài vào đây bắt buộc phải học toàn phần, không được học bán phần, trừ khi có những cái gọi là điều kiện, có những cái tình trạng rất là đặc biệt về sức khỏe, dạ, hoặc là về Sinh viên thể. nội bộ thì họ lo, họ phải tuân theo như vậy, tại vì vấn đề tài chính. Còn sinh viên quốc tế họ phải theo quy luật là tối thiểu là toàn phần, tại vì theo cái Vấn đề hiệu di trú. visa, vấn đề di trú. Dạ vâng. Dạ, bây giờ ngoài toàn phần bán phần trong học tập thì còn có là học trực tiếp, lên lớp, lên giảng đường, học với thầy cô và học gián tiếp online từ xa. Thì những du học sinh quốc tế có được chiếu cố học online hay không, thưa giáo sư, bình thường và trong thời COVID? Và tôi đề nghị là trước khi mình đi qua cái đó, mình có thể nói sơ qua những cái điểm số rất là quan trọng. Nhiều người họ đi học ở đây, họ không biết cách tính như thế nào. Có nghĩa là ở bên này nó rất là đơn giản, là tính từ 0 cho đến 100%, và tùy theo cái điểm đó của cái lớp học, nó chuyển qua cái letter grade, có nghĩa là A, B, C, D, F. Thì các bạn phải chú ý rằng là học ở bên này thì các bạn có thể rớt những cái lớp học, có thể lấy lại. Nhưng mà nhớ rằng là ở bên này nó có cái chương trình, có những cái điều luật là nếu mà mình dưới 2.0 là đi đó, là có thể là bị probation, thì các bạn phải chú ý đến cái đó. Mặc dù là rớt biết bao nhiêu lần mình cũng có thể học để cuối cùng để mà trải qua được, nhưng mà trong khi đó là cái số trung bình tổng kết đó, cho cái nguyên cả cái từ cái thời gian mình đến cho đến cái ngày hôm đó thì phải tối thiểu là 2.0 hay lên, và đó là cái điều kiện để mà được ra trường. Và nếu mà mình không có cải thiện được cái điều kiện đó trong một semester sau khi bị probation thì bị sa thải, có nghĩa là bị trường đuổi ra khỏi trường, thì các bạn phải chú ý đến cái đó, rất là quan trọng đó. Dạ, cái quy định về điểm số nó còn nhiều cái gút mắc lắm, Trà My sẽ hỏi kỹ nữa sau khi chúng ta cùng tìm hiểu về quy định học trực tiếp hay là học online nhé. Dạ, xin nhận lời cho giáo sư, trực tiếp, dạ, in bây giờ class chúng hoặc ta là nói online. Về cái dạng đi học, có nghĩa là trực trực diện, có nghĩa là face to face trong lớp học, và trực tuyến là online. Thì khi các bạn xin đi học qua chương trình F1 thì theo tôi biết các bạn thường thường lựa chọn những cái chương trình trực diện, có nghĩa là qua đây có cái cơ hội đi gặp các thầy. Mà nếu mà các bạn qua đây mà học online 100% thì chắc chắn là cái F1 visa nó họ không có cho các bạn qua đây học. Đó là một cái điều kiện là mình phải chú ý đến. Thì ở Hoa Kỳ thường thường có ba dạng trường. Cái thứ nhất là 100% trực tuyến, có nghĩa là online. Tất cả các lớp học từ đầu đến cuối chỉ là online mà thôi. Có nhiều cái trường họ 100% là trực diện, là họ không có có những lớp học nào mà online hết, không có, tất cả các sinh viên đều đòi hỏi tới trường gặp thầy học. Và có một cái số, đa số các đại học bây giờ họ dùng là cái dạng gọi là tổng hợp, gọi là hỗn hợp, có nghĩa là vừa trực diện, có nghĩa là cái đại học đó một đòi hỏi tất cả các sinh viên đa số là trong cái thời gian học là phải tới lớp gặp thầy để mà học với thầy gọi là trực diện. Nhưng mà ngoài ra có những cái lớp đại học này thường thường là không nhiều, vài lớp mà thôi, thì các sinh viên có thể lấy những cái lớp online. Nhưng mà đa số những cái lớp học có thể đến là 90% là phải trực diện, có nghĩa là phải đi học ở trong lớp. Thì trong cái thời kỳ COVID hiện tại chúng ta thấy rõ ràng rằng là
cái sự đi học trực diện nó khó khăn hơn, tại vì cái vấn đề lây bệnh nó dễ dàng. Bởi thế các đại học ở Mỹ hiện tại, mặc dù cái sinh viên Việt Nam ở bên này, nhưng mà họ cũng cho phép rằng là đi học hoàn toàn trực tuyến, hay là có thể nhiều đại học có dùng những cái dạng hỗn hợp, có nghĩa là vừa đi vào lớp học trong tuần thì có một hai lớp học hai 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 kỳ mình phải đi vào lớp và học trong một lớp học nào đó, thì một ngày thì mình vào là vào trường để mà gặp thầy, một ngày thì mình phải học online ở ở nhà, để như vậy để họ giảm bớt cái vấn đề gây ra từ COVID là lây bệnh nhau. Khi các sinh viên học chung với nhau thì có cái cơ hội tiếp xúc, thì mặc dù có cái social distancing nhưng mà họ vẫn lo lắng là các sinh viên lây bệnh nó dễ dàng. Đó là cái cách thức hiện tại ở Mỹ, là các trường đại học thường thường có cái ba dạng: một là online 100%, là trực tuyến 100%, thì cái đó là không có cho phép các sinh viên Việt Nam qua để đi học theo cái dạng theo cái visa F1. Còn ngoài ra có cái trường đại học là trực diện, và cái thứ ba là cái hybrid, vừa trực diện vừa trực tuyến. Dạ, trong lúc đang có đại dịch COVID này đó thì họ đã chấp nhận cho du học sinh nước ngoài vào Mỹ học mà được học online. Chứ còn nếu bình thường không có COVID là không có cái chuyện cho học online, phải không giáo sư? Và tại vì cái vấn đề là sinh viên đã đến nước Mỹ rồi, cái vấn đề mà trở lại cái quốc gia của mình thì cái vấn đề khó khăn, thì họ trong cái thời gian mà chuyển tiếp qua những cái tình trạng mới của đại dịch, thì chính phủ Mỹ họ cho phép tất cả các sinh viên ở lại Mỹ, mặc dù là không tới trường học trực diện, nhưng mà ở nhà có thể học online cho đến cái tình trạng nó được tiến triển hơn. Dạ vâng. Bây giờ mình đã tìm hiểu toàn phần bán phần học tại chỗ in class hoặc là học trực tuyến online. Bây giờ đối với du học sinh cũng có những cái thắc mắc liên quan tới việc ra vào nước Mỹ trong thời gian học tập tại Mỹ. Thì cái quy định đó, dạ nếu họ ra khỏi nước Mỹ thì được bao nhiêu lần tối đa tối thiểu trong suốt một cái thời gian có hiệu lực của visa của họ? Và mỗi lần ra vô có phải xin phép gì không? Cái F1 visa thì thường thường là họ cho đúng theo cái thời hạn mình cần từ cái form I-20. Ví dụ cái form I-20 của cái trường đại học họ cấp cho một sinh viên qua học ở Mỹ, mà cái chương trình cử nhân đòi hỏi là 4 năm là tối thiểu. Thì thường thường là cái F1 visa nó có giá trị thường thường nhiều hơn. Họ nghĩ rằng là sinh viên nào họ ra trường cũng là muốn ở lại tối thiểu 1 năm, tùy theo cái ngành của mình học, để mà đi học đi làm việc theo cái dạng OPT, Optional Training, Dạ, thực hành đó hả? Full-time Training, thực hành. Thì thường thường cái thời kỳ mà thời gian mà F1 visa nó được là thường thường là nó cover cái chương trình học của mình. Và sau khi ra trường thì thường thường các sinh viên chỉ có 60 ngày để ở lại nước Mỹ, mà sau đó là coi như là mất giá trị. Thì trong cái thời gian đi học ở Mỹ, nếu mà cái visa nó vẫn còn có giá trị thì vấn đề ra vào nó dễ dàng. Có nghĩa là mình có thể trở lại Việt Nam mình thăm bố mẹ đi qua, nhưng mà đến khi mình trở lại đi vào nước Mỹ thì cái chỗ immigration, cái chỗ mà nó lo coi về những cái giấy tờ đi vào, thì miễn sao họ thấy rõ ràng là mình không có làm những cái gì mà nó có thể liên hệ đến cái chương trình học của mình, là in good standing, có nghĩa là còn đang đi học tốt mà không có bị đuổi, không bị gì hết, thì họ biết. Tại vì những cái tin tức đó là những trường đại học họ phải cung cấp cho những cái trung tâm về immigration hàng năm để cho biết rằng cái tình trạng của một sinh viên như thế nào. Nếu mà cái I-20 của mình vẫn còn có giá trị và mình còn đang đi học điều hòa ở trường, không có vấn đề gì hết, và có passport vẫn còn có giá trị, thì có thể đi vào đi trở về lại nước Mỹ rất là dễ dàng. Họ chỉ coi qua những cái đó xong rồi họ cho mình trở lại. Cái vấn đề là trong cái thời gian mà mình sắp ra trường, có thể là cái năm cuối cùng chẳng hạn, mà mình đi về nước thăm, thì cái đó khi mình về, có nghĩa mình trở lại, là người ta đặt cái câu hỏi là cái I-20 trong 6-4 năm đã qua rồi, đã hết hạn rồi, thì đi vào nó khó khăn
hơn. Có nghĩa là khi mình vào mà nếu mà cái tình trạng của mình vẫn còn tốt trong I-20 mà mặc dù cái visa nó có thể hết hạn thì mình có thể gia hạn dễ, nhưng mà nếu mà cái I-20 mà nó hết hạn rồi thì cái vấn đề gia hạn rất là khó khăn đó. Thì tôi khuyên các sinh viên khi qua đến đại học, cái đầu tiên là mình phải đi gặp những cái người họ lo lắng về những cái vấn đề này, tại vì nhiều sinh viên họ không biết mà vô tình làm cho những sinh viên đó họ có thể vi phạm những cái điều luật của F1 visa mà họ không biết. Thì cái đầu tiên là tôi đề nghị là yêu cầu các sinh viên nên gặp những cái người mà họ lo lắng về, đặc biệt là về những cái visa, F1 visa, để mình biết rằng là những cái điều luật, những cái điều kiện nào mình phải tôn theo mà không Dạ, phải. Thì và cái những cách cái thức đi người ra phụ trách vào mà là giáo cái này sư nhất. vừa nhắc tới đó, thưa giáo sư, đó là những người phụ trách ở trường học hay là ở cơ quan di trú địa phương, họ liên lạc ở Ở đâu trường để học gặp? có mỗi trường học là nó có, nó gọi là người designate cho cái chương trình đó. Một À, trường đại mỗi học một trường nào đều có những cái người lo lắng về vấn lo đề lắng giấy về cái tờ. đó, tại vì cái đó rất là quan trọng. Mình có những sinh viên quốc tế mà không có những cái người mà họ chuyên môn về những cái ngành này thì làm sao mình có thể cố vấn được. Thì cái chuyện đầu tiên đó là các sinh viên phải gặp những người đó, phải trình bày cái chương trình và nên gặp những người đó hàng semester, hàng hàng khóa Mỗi học, hay kỳ là học dạ. tối thiểu là 2-3 lần trong đó. Tại vì những người đó họ, cái bổn phận của họ là phải giúp đỡ mình, thì mình nên dùng những cái dịch vụ đó để mà giúp đỡ cho mình khỏi bị vi phạm những cái luật của F1. So, trên nguyên tắc có nghĩa rằng là khi mà mình còn cái I-20 nó có cái giá trị thì cái vấn đề đi ra vào ở nước Mỹ rất là dễ dàng. Mà nếu mà cái I-20 mà đã hết hạn rồi, có nghĩa là mình đã xong cái chương trình học rồi mà mình trong cái thời kỳ chuyển tiến từ undergraduate lên graduate chẳng hạn, từ cử nhân, chương trình cử nhân cho đến cao học, mà trong thời gian còn làm giấy tờ mà mình về Việt Nam, thì về Việt Nam mà trở lại thì có cái những vấn đề là họ đặt ra rằng là bây giờ là trở lại Mỹ là như thế nào. Trước khi về thì nên xin một cái I-20 mới để mình có cái Giấy tờ I-20 hợp lệ đó, nó có vâng. hiệu lực. Có nghĩa là cái F1 visa nó không có quan trọng bằng cái I-20. I-20 là cái bằng chứng cho mình biết rằng là mình ở Mỹ để đi để học một qua một chương trình nào đó. Thì cái cách hay nhất là đi qua Mỹ học cho đến thời gian rồi mình xong thì mình về thăm gia đình. Nhưng mà nhiều sinh viên họ muốn trở về nước thăm gia đình hàng năm thì trước khi đi phải coi lại rõ ràng là cái thứ nhất là cái hộ chiếu của mình còn giá trị hay không, cái thứ nhì là cái F1 visa nó còn giá trị hay không, cái thứ ba là coi cái I-20 còn giá trị hay không, và một trong những cái hồ sơ đó mà nó hết hiệu lực thì mình phải chú trọng rất là chú trọng đến Dạ vấn vâng. đề, tại vì khi mình trở lại mình có thể không vào nước Mỹ được. Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà họ có quy định là số lần đi ra vào nước Mỹ tối đa là bao nhiêu không, hay là muốn đi bao Theo nhiêu tôi cũng biết được, là tại không vì có sự có những cái quy định về di trú Mỹ đó, đặc biệt thí dụ như ngay cả những người thường trú nhân ở Mỹ đi nữa mà đang ở thẻ xanh nhé, mà dạ mà đi ra khỏi nước Mỹ nhiều cũng không được nữa, chứ huống chi là du học sinh quốc tế. Thì nếu như mình tới đây mình học thì mình phải là gọi là cam kết là tôi đi qua đây với một cái ý định nghiêm túc là học tập. Chứ còn đi ra đi vào thường xuyên như vậy và gián đoạn việc học thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào chăng? theo tôi biết nếu mà đi về lại Việt Nam trong cái thời kỳ ở Mỹ mà lớp học còn đang đang có lớp học thì họ sẽ đặt cái câu hỏi. Thì thường thường có những trường hợp, ví dụ bố mẹ mất thì mình có quyền mình về được để mình đưa đám tang, thì cái những cái lý do đó nó không có lo lắng. Nếu mình chỉ về để mà chơi mà không có cái lý do thì họ đặt ra câu hỏi. Nhưng mà ngoài ra theo tôi biết đó, thì không có cái số tối đa. Nếu mình đi mà hàng năm đi một lần để thăm gia đình thì tôi nghĩ là không có vấn đề gì hết. Cái vấn đề á, là khi đi về mà trở lại trong khi đó là mình có cái I-20 nó vẫn còn có cái hiệu lực hay không. Không có là có vấn đề. Mặc Dạ. dù cái visa của mình có thể hết hạn nhưng mà mình có thể xin được nếu mà cái I-20 nó vẫn còn có giá trị. Dạ. Nếu mà cái I-20 nó không còn giá trị nữa thì mình không có xin visa được. Tại vì cái mục đích của cái visa là nó cho phép để cho mình vào, mình hoàn thành cái chương trình nó được đặt ra qua cái I-20. Tuy là không có cái số lượng bắt buộc là tối đa là bao nhiêu, không được đi ra đi vào hơn bao nhiêu lần, nhưng mà nếu như trong quá trình học tập mình bị gián đoạn nhiều lần thì sẽ gây những cái câu hỏi, tức là những cái gì mà bất thường
dạ thì sẽ bị Vâng, đánh dấu hỏi ở vì đó. đó là cái quyền của họ là được cho ra vào, thì mình không có hiểu được cái tinh thần của những người họ kiểm tra những cái giấy tờ. Nhưng mà theo tôi biết là không nên đi về nhiều quá, mà nếu mà đi về Việt Nam có lý do thì mình nên trình bày có bằng chứng đàng hoàng đó. Thì những cái câu hỏi đó thường thường họ đặt ra khi mà đi qua những cái cảng và trở lại nước Mỹ. Và cái việc đi ra đi vào này dĩ nhiên là nó sẽ không phải ảnh hưởng tới cái học toàn phần trực diện thì nó không có vấn đề. Chứ còn nếu mà nó ảnh hưởng vô cái lịch học toàn phần trực diện đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề visa bị thu hồi. Bây giờ mình không còn đủ thời gian để nói về những cái quy định về điểm số học hành, nghỉ ốm hay là thi rớt thi đậu, cũng như những quy định đạo đức, quy định làm thêm. Thì xin hẹn các bạn vào tối thứ hai tuần tới. Thưa giáo sư, mình sẽ trở lại vào tuần tới, bắt đầu 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, thứ hai hàng tuần. Và bữa nay mình đang nói về những quy định bắt buộc đối với du học sinh, và mình chỉ đủ thời gian để dừng lại ở quy định về di trú mà thôi. Quý vị và các bạn có những thắc mắc liên quan tới quy định về học hành, về đạo đức, về làm thêm đối với du học sinh ở Mỹ thì xin mời trở lại với chương trình vào tuần tới nhé. Trà My cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình, và cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thân chào cô và kính chào quý vị. Trà My cảm ơn quý vị thật nhiều. Chương trình trên Facebook ở VOA tiếng Việt, và chúng tôi có phát lại ở trên YouTube của Đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ở địa chỉ VOA tiếng Việt Video. Mong quý vị đón xem thường xuyên. Cảm ơn quý vị thật nhiều và xin chúc tất cả quý vị thật an mạnh trong mùa COVID này. Trà My xin chào giáo sư, xin chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại.